Lính án tù khi buôn người sang Trung Quốc Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương bị phê bình vì viết ngoáy viết tắt trong bệnh án Campuchia yêu cầu Việt Nam nhanh chóng hồi hương người Việt cư trú bất hợp pháp Tổng thống đắc cử của Iran tuyên bố sẽ không gặp ông Biden yêu cầu Mỹ dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt Thành phố Đông Hoàn, Quảng Đông xét nghiệm hàng loạt sau hai ca mắc biến thể Delta Trung Quốc đáp trả cảnh báo cô lập của Mỹ về điều tra Covid-19 Đài Loan điều tra 28 người cao tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca Indonesia lại lập kỷ lục số ca mắc Covid-19 trong một ngày Nhắc lại chuyện giết cả nhà kẻ phản bội, Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa người đào tàu Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng ngày 22 tháng 6 của DKN TV Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sáng ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 21 tháng 6 tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội mua bán người trái phép, mức án cao nhất bị tuyên phạt lên đến 11 năm tù. Theo cáo trạng, ba người bị đưa ra xét xử bao gồm Hờ Mí Xính, Thò Thị Cho và Ly Mí Xính, cùng chú tại thôn Tống Quáng Trải, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Vào tháng 11 năm 2020, cả ba người này đã rủ dỗ chị Vừa Thị Bậu, sinh năm 1992, tại thôn Phiêng Khàng, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để đưa sang Trung Quốc nhằm mục đích bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch cụ thể mang về làm vợ số tiền bán được là 13.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 46 triệu đồng Việt Nam. Với số tiền bán được, Hờ Mỹ Xính được hưởng 11.000 nhân dân tệ, tức là khoảng hơn 39 triệu đồng, còn Thò Thị Cho và Lý Mỹ Xính được hưởng khoảng 2.000 nhân dân tệ, tức là hơn 7 triệu đồng. Tại phiên tòa, Hờ Mỹ Xính và Thò Thị Cho đã xác nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hờ Mỹ Xính 11 năm tù và Thò Thị Cho 8 năm tù về tội mua bán người trái phép. Còn đối với Lý Mỹ Xính, là người trực tiếp đưa nạn nhân vượt biên sang Trung Quốc bán cho người đàn ông Trung Quốc, cơ quan điều tra công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành khởi tố, nhưng sau khi phạm tội, Lý Mỹ Xính đã bỏ trốn. Do đó, cơ quan điều tra quyết định tách hành vi phạm tội của Xính để tiếp tục điều tra và xử lý ở một vụ án khác. Thưa quý vị, truyền thông trong nước hôm 21 tháng 6 cho biết, Thanh tra Bộ Y tế vừa có kết luận về việc khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Hoạt động thanh tra thực hiện từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 đến ngày 26 tháng 1 năm 2021. Theo đó, thanh tra Bộ Y tế chỉ ra chữ viết tại bệnh án của bệnh viện còn viết ngoáy, viết tắt, dùng bút xóa để tẩy nhiều chỗ trong bệnh án. Một số bác sĩ ký nhưng không ghi rõ họ tên, việc ghi chép các thủ tục hành chính chưa đầy đủ, thiếu ngày giờ vào viện, các chỉ số mạch, nhiệt độ, huyết áp, giờ mổ, diễn biến bệnh. Một số bệnh án không có tờ trích biên bản hội trần dán trong bệnh án, không có đủ chữ ký các thành phần tham gia hội trần. Nhiều điều dưỡng, nữ hộ sinh chỉ ghi tên vào hồ sơ bệnh án, rất khó xem xét trách nhiệm nếu xảy ra sự cố, đặc biệt là khi có nhiều điều dưỡng, nữ hộ sinh trùng tên trong cùng một khoa phòng. Nhiều kết quả xét nghiệm sinh hóa, huyết học do kỹ thuật viên ký mà không có chữ ký của trưởng khoa xét nghiệm. Sổ ghi biên bản hội trần của một số khoa không thực hiện theo mẫu của Bộ Y tế mà theo mẫu riêng của bệnh viện. Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú không tổng hợp phần chi phí người bệnh tự chi trả. Kết luận còn cho biết, tình trạng phiếu bán thuốc, đơn thuốc từ nhà thuốc bệnh viện có ngày còn bán trước cả ngày bác sĩ điều trị ký, có đơn thuốc không ghi đủ thông tin liều dùng, cách dùng. Tại thời điểm kiểm tra ngày 25 tháng 12 năm 2020, phiếu bán thuốc lưu tại nhà thuốc chưa xuất trình được đơn thuốc của người bệnh trên hệ thống phần mềm. Ngoài ra, hợp đồng xử lý rác thải của bệnh viện không ghi ngày tháng năm ký, biên bản bàn giao để thanh toán, sổ phân loại rác thải, số liệu thành phần không khớp. Theo kết quả thanh tra đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2019 của Bộ Y tế, bệnh viện đạt 3,82 điểm. Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020 đạt 3,78 điểm. Kiểm tra bộ tiêu chí bệnh viện an toàn về phòng COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp, bệnh viện đạt 84,5% tổng điểm áp dụng và đạt mức bệnh viện an toàn. Tiếp theo, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin thế giới. Tờ Phnom Penh Post hôm 20 tháng 6 cho biết, Cục trưởng Cục nhập cư Campuchia yêu cầu Việt Nam nhanh chóng hồi hương công dân Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại nước này. Theo đó, Tổng Giám đốc Tổng cục nhập cư của Bộ Nội vụ Campuchia Kurt Chantaris ngày 17 tháng 6 đã có buổi gặp gỡ với Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh. Mục đích cuộc gặp được cho biết, GDI yêu cầu đại sứ Minh tiếp tục hợp tác hoàn tất các thủ tục để sớm hồi hương những người Việt sống bất hợp pháp tại Campuchia. Ông Chan Tharit nhấn mạnh rằng yêu cầu này không dựa trên cơ sở phân biệt chủng tộc. Ông nói, GDI sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về các quy tắc áp dụng cho giấy phép thường trú nhân cũng như các quy định pháp lý liên quan khác để bảo đảm rằng việc sử dụng giấy tờ được thực thi một cách hợp pháp. Đại sứ Vũ Quang Minh cảm ơn ông Chan Tharit Thời gian qua đã chấp nhận những người nước ngoài này và cung cấp cho họ giấy phép thường trú nhân, cũng như đã có những nỗ lực khác các liên quan đến vấn đề nhập cư. Phát ngôn nhân của GDI hôm 20 tháng 6 cho biết, hiện đang có 100 người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp đang bị tạm giam và chờ đại sứ quán Việt Nam hoàn tất thủ tục để trục xuất họ về nước. Tiếp theo là một cập nhật đáng chú ý khác. Tổng thống đắc cử của Iran Ebrahim Raisi hôm 21 tháng 6 cho biết ông sẽ không gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như đàm phán về chương trình tên lửa đàn đạo của Tehran và sự hỗ trợ của lực lượng dân quân trong khu vực. Ông Raisi nói trong cuộc họp báo, Mỹ có nghĩa vụ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt áp bức đối với Iran. Tân Tổng thống Iran cũng tự mô tả mình là người bảo vệ nhân quyền khi được hỏi về sự tham gia của ông trong vụ hành quyết hàng loạt vào năm 1988 đối với khoảng 5.000 người khi được hỏi về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và sự hỗ trợ của lực lượng dân quân trong khu vực. Ông Raisi mô tả các vấn đề là không thể thương lượng. Trước câu hỏi có gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden hay không, ông Raisi chỉ trả lời đơn giản là không. Hiện Tòa Bạch Ốc chưa phản hồi trước các tuyên bố của Tổng thống Iran Raisi. Tiếp theo chương trình là phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc hiện đang phải vật lộn để chống biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Ngày 21 tháng 6, thành phố Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông bắt đầu chương trình xét nghiệm trên diện rộng sau khi phát hiện 2 ca mắc biến thể Delta được phát hiện vào hôm 18 tháng 6. Chính quyền Đông Hoàn yêu cầu người dân không rời thành phố, ngoại trừ các trường hợp có lý do cần thiết, nhưng những người rời đi cũng phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ. Đông Hoàn là địa phương mới nhất của tỉnh Quảng Đông bị Covid-19 tấn công. Kể từ ngày 21 tháng 5, Quảng Đông báo cáo 168 ca mắc COVID-19, với gần 90% số ca được ghi nhận ở thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh này. Tuy nhiên, với việc phong tỏa hàng loạt, người dân nghi ngờ con số của chính quyền cung cấp. Hôm 18 tháng 6, sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến, thành phố Thâm Quyến, cũng phải hủy hơn 400 chuyến bay sau khi ghi nhận một nữ nhân viên sân bay nhiễm biến thể Delta. Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, cuộc chiến chống dịch ở Quảng Đông chống lại biến thể Delta như lời cảnh báo cho các thành phố khác, đừng quá tự mãn. Thưa quý vị, Trung Quốc ngày hôm qua đã lên tiếng đáp trả sau khi quan chức Mỹ cảnh báo Bắc Kinh sẽ đối mặt với nguy cơ bị quốc tế cô lập nếu không hợp tác điều tra nguồn gốc COVID-19. Theo đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan ngày 20 tháng 6 cảnh báo Trung Quốc có nguy cơ phải đối mặt với sự cô lập của cộng đồng quốc tế nếu nước này không cho phép một cuộc điều tra thực sự trên lãnh thổ Trung Quốc về nguồn gốc của virus gây ra đại dịch COVID-19. Ông Sullivan nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ không đưa ra bất cứ đe dọa hay tối hậu thư nào. Điều mà chúng tôi sẽ làm là tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Nếu Trung Quốc từ chối tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, khi đó chúng tôi sẽ cân nhắc phản ứng và trên cơ sở phối hợp với các đối tác đồng minh. Đáp lại, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 21 tháng 6 đã mô tả bình luận của ông Sullivan hoàn toàn là những lời đe dọa. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, như những lần trước, ông Triệu cho biết Trung Quốc luôn giữ thái độ công khai và minh bạch đối với các cuộc điều tra liên quan đến đại dịch Covid-19. Ông Triệu cũng khẳng định không có căn cứ để cho rằng Trung Quốc nói không với các cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19, chứ chưa nói đến việc tuyên bố Trung Quốc có nguy cơ bị cô lập quốc tế. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó còn cho biết việc truy tìm nguồn gốc Covid-19 là một vấn đề khoa học, đồng thời kêu gọi phía Mỹ cho với WHO đến nước này để điều tra. Ông Triệu nói, nếu Mỹ thực sự minh bạch và có trách nhiệm, Mỹ cũng nên công khai như Trung Quốc và mời ngay các chuyên gia quốc tế đến phòng thí nghiệm Fort Detrick cũng như những nơi khác ở Mỹ để tiến hành một cuộc điều tra chi tiết. Trước đó Trung Quốc từng nhiều lần tìm cách đá bóng nguồn gốc Covid-19 sang Mỹ khi đề nghị điều tra một phòng thí nghiệm quân sự tại Fort Detrick của tiểu bang Maryland. Cơ sở này tiến hành các nghiên cứu y sinh, đặc biệt liên quan tới các bệnh truyền nhiễm. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý khác, chỉ trong 4 ngày, 28 người cao tuổi ở 8 thành phố và quận trên khắp Đài Loan đã được báo cáo là chết sau khi tiêm vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca. Tuy nhiên, liệu có mối quan hệ trực tiếp giữa việc tiêm chủng và tử vong hay không, đến nay vẫn chưa được xác định. Ngày 15 tháng 6, Đài Loan đã bắt đầu tiêm 1,24 triệu liều vaccine AstraZeneca do Nhật Bản trao tặng vào ngày 4 tháng 6. Nhóm đầu tiên được ưu tiên tiêm chủng là những người từ 85 tuổi trở lên. Tuy nhiên, theo Taiwan News, chỉ trong 4 ngày, đã có hơn 20 trường hợp người cao tuổi tử vong sau khi tiêm liều vaccine đầu tiên. Tính đến 8 giờ sáng ngày 18 tháng 6, đã có 28 trường hợp được báo cáo. Khi được hỏi về sự gia tăng rõ ràng về số ca tử vong sau khi tiêm chủng tại Viện Lập pháp vào ngày 17 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương CECC, ông Trần Thầy Trung nói, Liệu có mối quan hệ trực tiếp giữa việc tiêm chủng và tử vong hay không vẫn đang được điều tra. Sau đó ông nhấn mạnh những ưu điểm vượt trội hơn những bất lợi và kêu gọi công chúng tiếp tục tiêm chủng. Tuổi của 28 người được báo cáo dao động từ 60 đến 97, trong số này 14 người mắc bệnh mãn tính lâu dài, chẳng hạn như suy thận, tiểu đường, huyết áp cao và bệnh tim, trong khi tiền sử sức khỏe của những người khác chưa được biết đến. Sau khi tiêm, những người này bị ho, sốt, nôn mửa, tụt huyết áp chóng mặt, buồn nôn, hôn mê, có đờm, mê sảng, khó thở và sùi bật mép trước khi mất. Năm bệnh nhân còn xuất hiện tình trạng hôn mê. Trả lời về những trường hợp tử vong được báo cáo xảy ra sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, người phát ngôn của CECC Trang Nhân Tường hôm 17 tháng 6 cho biết, theo hệ thống báo cáo sự kiện có hại của vaccine Vyers, 11 trường hợp tử vong sau khi tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên đã được báo cáo ở Đài Loan. 8 trong số đó xảy ra ở những người trên 75 tuổi. Ông cho biết, phần lớn những người qua đời là những người cao tuổi đã mắc các bệnh mãn tính. Khám nghiệm tử thi của hai bệnh nhân cho thấy, một người bị bệnh tim mạch tắc nghẽn động mạch và nhồi máu cơ tim cấp tính, trong khi người kia bị bệnh tim sơ cứng động mạch. Dẫn dữ liệu ở Anh Quốc, ông Trang cho biết đã có 863 trường hợp tử vong được báo cáo là do phản ứng bất lợi với vaccine AstraZeneca trong số 24,5 triệu liều được tiêm tính đến ngày 2 tháng 6. Ông nói rằng các phản ứng có hại rõ ràng sau khi tiêm có thể là do các mũi tiêm hoặc liên quan đến tình trạng của bệnh nhân. Đồng thời cho biết rằng nguyên nhân tử vong của những trường hợp này cần được điều tra và làm rõ. Thưa quý vị, Indonesia đã báo cáo thêm 14.535 ca mắc COVID-19 mới hôm 21 tháng 6, mức cao nhất kể từ đầu dịch, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm virus corona tại nước này vượt quá 2 triệu hầu hết ca nhiễm mới đều tập trung tại Jakarta với 5.014 ca. Theo sau là Trung Java với 3.252 ca và Tây Java là 2.719 ca. Ngoài ra, Indonesia ghi nhận thêm 294 ca tử vong. Hiện quốc gia này có gần 55.000 bệnh nhân chết do đại dịch. Số ca nhiễm mới tăng cao khiến chính phủ Indonesia ngày 21 tháng 6 đã phải thông báo siết chặt giới hạn ở vùng đỏ, vùng có nguy cơ cao trong 2 tuần bắt đầu từ ngày 22 tháng 6. Theo đó, văn phòng, nhà hàng và trung tâm mua sắm chỉ được hoạt động với 25% sức chứa. Indonesia hiện có 29 vùng đỏ, bao gồm một phần của AC, đảo Sumatra và Trung Java. Thủ đô Jakarta được xếp vào vùng cam, tức là nguy cơ trung bình. Indonesia hiện đang phải chật vật kiểm soát làn sóng COVID-19 thứ hai trong bối cảnh các bệnh viện nước này đã quá tải. Nhiều người lo ngại biến chủng Delta đang phát tán mạnh mẽ. Tiếp tục với những cập nhật nóng đáng chú ý từ Trung Quốc. Thưa quý vị, gần đây tin đồn ông Đồng Kinh Vĩ, quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc đào tàu sang Mỹ đã gây chấn động dư luận quốc tế. Vào thời điểm nhạy cảm này, ông Tập Cận Bình đã dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao tuyên thệ bảo vệ bí mật của Đảng và không bao giờ phản bội Đảng. Truyền thông Đảng cũng nhắc lại vụ đào tàu của Cố Thuận Trương nổi tiếng trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới phân tích tin rằng, quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc Ông bí mật động trời về chiến tranh sinh học và giò dỉ virus bỏ trốn sang Hoa Kỳ đã khiến Trung Nam Hải vô cùng lo lắng. Động thái đáng ngờ của Bắc Kinh khi hay tin quan chức cấp cao đào tẩu. Vào ngày 4 tháng 6, người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson đã đăng một bài báo nói rằng ông đã nhận được thông tin từ cộng đồng tình báo cho biết một người đào tẩu cấp cao nhất trong lịch sử của Trung Quốc đã đến Hoa Kỳ. Đến ngày 17 tháng 6, tờ Red State của Mỹ đưa tin và xác nhận rằng nhân vật cao cấp nhất trong chính quyền Trung Quốc đã đào tàu đến Mỹ là ông Đồng Kinh Vĩ, Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc. Báo cáo cho biết, ông Đồng đã bay đến Hoa Kỳ vào giữa tháng 2 năm nay để đến một trường đại học ở California thăm con gái. Ngay sau khi hạ cánh đến California, ông đã liên lạc với cơ quan tình báo quốc phòng Hoa Kỳ DIA, nói cho họ về kế hoạch trốn thoát và những thông tin mà ông mang theo. Ông Đồng sau đó đã ân mình trong khoảng 2 tuần và sau đó biến mất theo kế hoạch của DIA. Trên mạng xã hội Twitter cũng lan truyền thông tin người đầu tàu chính là ông Đồng Kinh Vĩ, Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc. Khi thông tin được công bố ra, các hành động đáp trả gần đây của Trung Quốc cũng dấy lên những nghi vấn đáng ngờ. Một là thông tin về ông Đồng Kinh Vĩ, đương kim Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc bị phong tỏa. Đây là một sự việc hết sức kỳ lạ Hiện tại ông Đồng Kinh Vĩ biến mất khỏi mục nhập bách khoa toàn thư Baidu, còn trên trang web chính thức của Bộ An ninh Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia là có ảnh, những thứ trưởng khác đều không được hiển thị. Trên trang web chính thức của Hiệp hội Luật sư Trung Quốc, phần giới thiệu ông Đồng Kinh Vĩ là phó chủ tịch hội đồng thứ 8 của Hiệp hội Luật gia Trung Quốc đã xóa ảnh. Tất cả các chủ tịch và phó chủ tịch khác đều còn ảnh. Thứ hai là vào ngày 18 tháng 6, nhiều phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc phao tin Đồng Kinh Vĩ đã chủ trì hội nghị chuyên đề về phản gián như một cách để bác bỏ tin đồn. Tuy nhiên, là nhân vật chính của hội nghị, nhưng ông Đồng không lộ mặt cũng như không có đoạn ghi hình nào. Tin tức dạng này không đủ sức thuyết phục rằng ông ta vẫn ở Trung Quốc. Thứ ba là ông Tập Cập Bình gần đây đã nhiều lần đề cập đến lòng trung thành và không bao giờ phản bội đảng. Vào ngày 8 tháng 6, sau khi nghe báo cáo công tác của tỉnh ủy Thanh Hải và chính quyền tỉnh Tây Ninh, đặc biệt, ông Tập đã có bài phát biểu nói rằng các đảng viên và cán bộ không bao giờ được quên lòng trung thành với đảng và không bao giờ phản bội lời thề khi gia nhập đảng. Cần phải theo đảng một lòng son sắt, chết cũng không tiếc lời. Đến ngày 18 tháng 6, ông Tập lại đưa các quan chức của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nhà trưng bày lịch sử đảng để thực hiện cái gọi là ôn lại lời thề gia nhập đảng nói rằng bảo vệ bí mật của đảng và không bao giờ phản bội đảng. Việc ông Tập nhắc đi nhắc lại lòng trung thành cho thấy có không ít quan chức cấp cao trong đảng không trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc không trung thành với Tập Cận Bình. Ông Tập yêu cầu đảng viên phải bảo vệ bí mật của đảng, cho thấy rằng ai đó đã tiết lộ bí mật của đảng. Đồng thời, nó dường như chứng minh rằng sự kiện đào tẩu của quan chức cấp cao trong đảng cũng khiến ông Tập không khỏi bất an thứ tư là vào ngày 19 tháng 6, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã đăng một bài báo đề cập lại đoạn lịch sử của Cố Thuận Trương, một nhân vật rất đặc biệt trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài báo bốn lần nhấn mạnh không bao giờ phản bộ Đảng và đăng lại thông báo số 223 mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành khẩn cấp sau khi Cố Thuận Trương đầu hàng quốc dân Đảng. Theo giới quan sát, bài báo này của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đặc biệt có ý vị sâu xa. Điều đó cũng có nghĩa là tin đồn về vụ đào tàu của quan chức cấp cao trong đảng đã được xác nhận. Sự kiện Cố Thuận Trương đào tàu Cố Thuận Trương, tên thật là Cố Phượng Minh, sinh ra tại Ngô Tùng, Bảo Sơn, Thượng Hải. Ông là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sĩ quan tỉnh Báo Ngầm và là người đứng đầu tổ chức đặc vụ Trung ương. Theo dữ liệu, Cố Thuận Trương đã hoạt động tích cực trong phong trào 30 tháng 5 năm 1925 sau đó gia nhập Liên đoàn Công đoàn Thượng Hải và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1926, Cố Thuận Trương, Trần Canh và những người khác được Đảng Cộng sản Trung Quốc cử đến Liên Xô để học các kỹ thuật gián điệp. Sau khi trở về từ Liên Xô, tại cuộc họp vào năm 1987 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Cố Thuận Trương được bầu làm Ủy viên Cục Chính trị Lâm thời Trung ương kiêm Giám đốc Cục Vận tải Trung ương, chịu trách nhiệm về tổ chức và lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 6 năm 1928, ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương tại đại hội toàn quốc lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ đó, ông phụ trách hoạt động ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng với Chu Ân Lai ở Thượng Hải trong một thời gian dài. Thân phận của ông này vô cùng đặc biệt, có tin an ninh của toàn bộ ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được đều là do ông ta phụ trách. Cố Thuận Trương cũng hỗ trợ Chu Ân Lai trong các hoạt động ám sát. Sau khi bị bắt vào năm 1931, Cố Thuận Trương đã đầu hàng Quốc dân Đảng và cung cấp một lượng lớn bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào thời điểm đó, các tổ chức ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Thượng Hải và những nơi khác gần như bị phá hủy hoàn toàn. Các nhân viên văn phòng liên lạc của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Vũ Hán đều bị bắt thi hành án. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Uẩn Đại Anh và Thái Hòa Sâm ở Hồng Kông, người vẫn che giấu thân phận của mình trong nhà tù Nam Kinh đều bị xử tử ngay cả bản thân Chu Ân Lai cũng suýt bị bắt. Vào thời điểm đó, những thông tin do Cố Thuận Trương cung cấp đã giáng một đòn cực kỳ nặng nề vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 21 tháng 5 năm 1931, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành thông báo khẩn cấp số 223. Vào tháng 6 năm 1931, để trả thù việc Cố Thuận Trương phản bội, Chu Ân Lai đã nhiều lần cho người đến siết cổ người nhà họ Cố và người thân bạn bè của ông ta. Người sống sót duy nhất là con gái 7 tuổi của Cố Thuận Trương. Sau đó, khi Vương Thế Đức, một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc có liên quan đến vụ thảm sát bị bắt, đã khai nhận địa điểm chôn xác, đồng thời đưa những người được nhượng quyền và cảnh sát đến khai quật, tổng cộng hơn 30 thi thể, được gọi là vụ án khai quật tử thi thôn Hải Đường. Vụ thảm sát khủng khiếp này đã gây náo động Thượng Hải và chấn động cả nước phân tích cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thời đó còn đang tranh giành Giang Sơn khi nhắm vào kẻ phản bội xuất hiện trong nội bộ. Không chỉ là xử tử người đó mà còn diệt sạch cả nhà họ. Khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đem đoạn lịch sử này lần nữa phô ra ngoài, phải chăng là để đe dọa các quan chức đảng đang bỏ trốn rằng sau khi đào tàu, kết cục của họ rồi sẽ chẳng khác gì với cố thuận trương, liên lụy đến kiểu tộc. Thưa quý vị, bản tin sáng ngày 22 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.